Bao nhiêu anh chị em chúng ta mong muốn chúng ta trở thành những cái người thực sự thành công trong cuộc đời này. Thực sự thành công nhé. Thành công một cách viên mãn, thành công một cách gọi là thành công và hạnh phúc. Không chỉ thành công mà còn hạnh phúc nữa. Bao nhiêu anh chị em muốn điều này thì comment là tôi, đúng không ạ? Nếu anh chị em muốn mình thực sự trở thành người thành công và hạnh phúc thì hãy comment xuống là tôi ạ. Thành công một cách viên mãn đấy. Tức là thành công đến mức mà mình cảm thấy thực sự hài lòng và không còn điều gì để mà phải hối tiếc cả. Hãy comment xuống là tôi nếu anh chị em thực sự muốn điều này. Trước đây thì Huy không hiểu những cái bước cơ bản hay là những cái giai đoạn ở trong cuộc đời cũng như là trong cái việc mà khởi nghiệp kinh doanh. Cho nên là Huy thất bại rất nhiều lần anh chị em, thất bại rất nhiều lần trong kinh doanh. Đó. Và rất là may mắn là mình đã có những thất bại đó. Huy thực sự may mắn vì đã có những thất bại đó. Bởi vì nhờ những cái thất bại đó mà mình mới ngộ ra được rất nhiều điều, mình mới biết được nhiều thứ và mình mới học được nhiều nhiều hơn những người khác. Cho nên nếu anh chị em nào đó mà đã từng kinh doanh và đã từng thất bại hoặc đang gặp khó khăn, tôi xin chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta. À, những anh chị em nào mà chuẩn bị kinh doanh, chuẩn bị khởi nghiệp kinh doanh thì Huy cũng xin chúc mừng, bởi vì chúng ta biết được điều này sớm thì chúng ta sẽ thành công sớm hơn và đi đúng hướng hơn, chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Ở ngoài kia có rất nhiều những người thành công từ rất sớm, à, và có những người có những cái kết quả rất là sớm. Tại sao nó không phải là chúng ta, đúng không ạ? Đấy. Rồi, và ngày hôm nay thì Huy sẽ chia sẻ cho anh chị em những cái bước cơ bản nhất để chúng ta có thể khởi nghiệp. Nhưng mà nó không chỉ là khởi nghiệp đâu, nó không chỉ là khởi nghiệp đâu, mà nó giúp cho chúng ta có sự thành công gọi là đầy đủ hơn trong cuộc đời mình. Thế thì cái câu chuyện bắt đầu từ cái việc mà chúng ta phải dám thay đổi. Thì câu hỏi là tại sao chúng ta cần phải thay đổi và tại sao chúng ta cần phải khởi nghiệp, tại sao chúng ta cần phải thành công, tại sao chúng ta cần phải thành công một cách viên mãn. Thế thì nó bắt đầu từ câu chuyện của Huy. Huy sẽ kể cho anh chị em cái câu chuyện của Huy. Đó là khi mà Huy kinh doanh ấy, thì Huy thất bại hết lần này đến lần khác. Và sau đó Huy tự hỏi mình, tại sao mình cứ thất bại? Tại sao mình cứ cứ gặp khó khăn? Tại sao mình cứ gặp những cái vấn đề như vậy trong cuộc sống? Rất nhiều những cái vấn đề trong cuộc sống nó làm cho mình cảm thấy thực sự là mệt mỏi, thực sự là đau đầu, thực sự là chán nản, thực sự là cảm thấy khó khăn. Khó khăn nó đến rất nhiều anh chị em. Bao nhiêu anh chị em thấy rằng là khi mà mình kinh doanh hoặc là mình sống trong cuộc sống này, mình phải gặp vô cùng nhiều những cái vấn đề trong cuộc sống của mình, những cái khó khăn trong cuộc sống của mình, thì hãy comment xuống là số 3 giúp Huy, đúng không ạ? Đấy. Còn những ai mà chúng ta thấy rằng là chúng ta đã có cách để vượt qua những cái cuộc sống đấy rồi, vượt qua những khó khăn, những cái thử thách trong cuộc sống đó rồi, thì vui lòng comment số 4. Tức là mình đã vượt qua hết rồi, tức là mình không còn gì để mà phải 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 hối tiếc, không còn gì phải phải buồn phiền, không cần gì phải chán nản, không còn gì cảm thấy khó khăn nữa, thì comment số 4. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng là cuộc sống chúng ta vẫn còn rất nhiều những điều khó khăn, còn phải phấn đấu rất nhiều, cố gắng rất nhiều, cần phải thay đổi rất nhiều, thì comment số 3. Rồi, một số anh chị em không để tên để comment thì không biết được anh chị em là ai. Một số anh chị em để cái nick, cái số. Thì vừa rồi MC cũng có hướng dẫn đấy, anh chị em để tên theo quy định cho nó dễ, mình nhìn nhau nó dễ. Đó, một số anh chị em để chữ iPhone, như vậy là thứ nhất đấy là mình làm như vậy thì người ta không biết mình là ai, và nó mất đi sự kết nối, mất đi sự kết nối. Ở đây Huy vẫn đang nhìn thấy tất cả các phần comment của anh chị em nhé. Huy thường xuyên đọc tất cả comment của anh chị em comment điều gì Huy đọc hết điều đó. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái sự tương tác nó rất quan trọng, đúng không ạ? Ok. Thế thì khi mà Huy bắt đầu
nhận ra những cái sai lầm của mình ấy, thì lúc đó bắt đầu Huy mới ngồi nghĩ lại là tại sao mình chưa thành công. Thì khi đó Huy bắt đầu nhớ lại cái phần mà gọi là các cái quy luật cũng như là các cái bước ở trong cái cuộc sống. Thì trước đây thì anh chị em đều học về DISC rồi đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em đã học về DISC thì hãy comment là số 5, đã học là số 5, chưa học về DISC là số 6. DISC là những cái dạng tính cách con người, đúng không? Người ta phân tích và phân chia tính cách con người ra làm 4 nhóm chính, đúng không ạ? Admin Mai Nghĩa còn chưa học à? Trinh Hiền Nga chưa học. Admin Mai Nghĩa comment nhiều lắm. Ok. Ồ, rất nhiều người chưa học nha. Rồi, không sao. Thì Vy sẽ đi lại cái phần đấy xong, chút nữa sẽ đi lại sau. Nhưng mà khi mà Huy học về DISC á, và Huy bắt đầu giảng DISC á, thì khi đó thì Huy thấy rằng là con người chúng ta thông thường ấy, là chúng ta sẽ có từ 1 đến 2 đến 3 cái nhóm tính cách, có đúng không ạ? Và khi đó thì chúng ta bị thiếu, trong cuộc đời chúng ta bị thiếu những cái nhóm tính cách khác nhau, dẫn đến là chúng ta không có thành công được một cách trọn vẹn, một cách viên mãn. Và Huy bắt đầu nghiên cứu những cái con người thành công, nghiên cứu những cái người mà thực sự thành công ấy, thành công một cách viên mãn ấy, thành công và hạnh phúc ấy, giống như lúc đầu Huy có nói anh chị em ấy, mình muốn thành công và hạnh phúc ấy. Thì khi mà Huy nghiên cứu những người đó, Huy gần gũi những người đó, thì Huy bắt đầu thấy rằng là gì ạ? Ồ, họ đều là những người mà rất là đều, họ đều là những cái người là DISC, tức là họ là vừa là cái người mạnh mẽ nhưng mà vừa là cái người yêu thương, vừa là cái người chi tiết nhưng lại vừa là cái người truyền cảm hứng rất tốt. Đó, thế thì khi đó thì bắt đầu Huy mà nếu mà mình muốn thành công thì mình cũng phải tròn giống như vậy, mình cũng phải như vậy. Thế thì bắt đầu Huy quay trở lại cái quá trình là khởi nghiệp, thì bắt đầu mình thấy rằng mình đang bị sai, bởi vì mình đang chưa biết cách hoàn thiện bản thân mình cũng như là chưa biết cách để xây dựng cái doanh nghiệp của mình. Đấy, và đó là lý do mà Huy thiết kế ra cái gọi là quy trình 4 bước khởi nghiệp thành công này. Nhưng mà nó không chỉ là khởi nghiệp đâu anh chị em, nó là áp dụng cho cuộc sống. Bất kể anh chị em làm công việc gì thì chúng ta cũng thấy là nó gần gũi với mình, nó cần thiết với mình. Thế thì 4 cái bước này để làm gì ạ? Để hoàn thiện bản thân mình thì đúng hơn, hoàn thiện bản thân mình để mà chúng ta trở thành một con người tròn, trọn vẹn, đầy đủ các cái nhóm tính cách khác nhau. Đó, cho nên việc đầu tiên của chúng ta phải là sẵn sàng thay đổi nhanh thì tạo ra cơ hội nhanh, thay đổi nhanh thì tạo ra tiền nhanh. Thế chúng ta thay đổi cái gì bây giờ? Ở đây là chúng ta sẽ phải thay đổi cái tính cách của mình. Ồ, có nhiều người bảo chứ, tính cách làm sao mà thay đổi được? Người ta gọi là cái gì nhỉ? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Làm sao mà thay đổi được tính cách của mình? Xin thưa anh chị em là hoàn toàn có thể thay đổi. Một số anh chị em mà lớn tuổi, bao nhiêu các cô bác, anh chị em ở trong phòng Zoom ngày hôm nay mà tầm 60 thì nhìn thấy rõ điều này. Khi mà chúng ta còn trẻ, chúng ta tầm độ 18, 20, 25 tuổi thì khi đó làm sao? Là chúng ta rất là ngông cuồng, tức là gì ạ? Là chúng ta rất là quyết liệt, mạnh mẽ. Huy ngày xưa thế, ngày xưa cái hồi nhỏ, hồi học sinh ấy, nhiều lúc cũng đua bạn đua bè, cũng tụ tập bạn bè, xong rồi là gì ạ? Hai đội gọi là đi quánh nhau. Nhìn thằng nào ngứa mắt phát nhảy là quánh luôn. Kiểu kiểu đấy, ngày xưa ấy, cũng có một cái thời như vậy. Tức là khi mà tuổi trẻ nó rất là ngông cuồng, tính cách rất là mạnh mẽ. Nhưng mà sau đó bắt đầu đến cái tuổi mà đi làm việc ấy, thì khi đó bắt đầu là mình phải tuân thủ hơn này, mình phải kỷ luật hơn này, mình phải nghiêm túc hơn này, mình phải chăm chỉ hơn này, mình phải học tập nhiều hơn này, mình phải đi theo những cái người thành công hơn này. Đó. Sau đó thì đến cái giai đoạn tiếp theo,
trong cuộc đời, giai đoạn từ khoảng độ 30, 35 cho đến 45 tuổi. Thì cái giai đoạn đó thì bắt đầu mình truyền cảm hứng nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, đào tạo nhiều hơn, hướng dẫn nhiều hơn cho người khác. Đó. Đến giai đoạn sau nữa của cuộc đời thì bắt đầu mình trầm tính hơn, tính cách của mình trầm lặng hơn, mình nhẹ nhàng hơn, mình yêu thương hơn, mình lắng nghe nhiều hơn, mình chia sẻ nhiều hơn và mình tập trung vào việc phát triển cũng như là tập trung vào con người nhiều hơn. Đúng không ạ? Đấy. Thế thì mỗi một giai đoạn cuộc đời chúng ta thấy là chúng ta sẽ có một cái tính cách khác nhau. Tính cách xuyên suốt của chúng ta vẫn là như vậy, nhưng mà cái cách mà hành xử của chúng ta nó đã khác rồi. Có đúng không anh chị em? Đó. Thế thì ở đây đó là gì ạ? Tại sao chúng ta phải làm điều đó? À, khi mà Huy đã nhận ra những cái sai lầm của mình ấy, thì bắt đầu Huy biết rằng là nếu mà chúng ta chỉ giữ cái tính cách mình đang có, tức là gì ạ? Bảo là tôi không cần thay đổi, tính tôi thế rồi cứ thế thôi. Trước giờ tôi vẫn thế, tôi cứ thế, không cần thay đổi. Ok, không thay đổi cũng không sao cả. Nhưng nếu không thay đổi kịp thời với xã hội, với gì ạ? Với cuộc sống thì chúng ta rất rất khó thành công. Đó. Vì vậy là 4 bước thành công sẽ giúp cho anh chị em chúng ta thay đổi một cách triệt để và giúp chúng ta có một sự thành công một cách viên mãn. Đúng không ạ? Và bao nhiêu anh chị em đã sẵn sàng để chúng ta bước vào cái nội dung gọi là chính của cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, 4 bước khởi nghiệp thành công, comment xuống sẵn sàng. Đúng không ạ? Thế thì bước số 1, khi mà chúng ta bắt đầu khởi nghiệp hay bắt đầu kinh doanh hay bắt đầu làm cái công việc gì đó, hay là bắt đầu một cái cuộc đời của mình, bắt đầu cuộc đời của mình bắt đầu mình tính từ cái giai đoạn mà bắt đầu là chúng ta độc lập trong việc suy nghĩ, anh chị em nhé. Trước khi mà chúng ta học hết phổ thông thì thường là chúng ta chưa được độc lập trong việc suy nghĩ. Tuy nhiên ở trong những cái năm gần đây thì Huy nhìn thấy rất nhiều những các bạn trẻ từ 15 tuổi đã bắt đầu độc lập trong suy nghĩ. Ở trên thế giới thì Huy đã nhìn thấy có những người doanh nhân rất là trẻ, 13 tuổi họ đã gì ạ? Trở thành một doanh nhân và đã trở thành một cái người chủ doanh nghiệp và đã có những nhân viên. Có những người bắt đầu kinh doanh từ lúc mà gì ạ? 8 tuổi, 9 tuổi. Cho nên về cơ bản là chúng ta không có một cái tiêu chuẩn nào để áp cho tất cả mọi người. Nhưng mà về thông thường, trung bình thì chúng ta sau khi chúng ta tốt nghiệp phổ thông, tức là 18 tuổi trở đi, là chúng ta đã bắt đầu độc lập trong suy nghĩ. Ở nước ngoài là 18 tuổi là chúng ta đã gì ạ? Chúng ta đã tự kiếm sống để mà gì ạ? Tự đi làm thêm để mà lo cho cái việc ăn học của mình rồi. Đó. Thế thì bắt đầu chúng ta độc lập trong suy nghĩ thì khi đó chúng ta bắt đầu một cái hành trình trong cuộc đời. Cho nên là gì ạ? Gọi là bắt đầu khởi nghiệp đấy. Khi mà chúng ta bắt đầu độc lập trong suy nghĩ thì chúng ta bắt đầu khởi nghiệp. Đúng không anh chị em? Đấy. Cho nên là chúng ta không có một cái giới hạn nào về mặt độ tuổi nhé. Có những người ấy, là 40 tuổi mới bắt đầu độc lập trong suy nghĩ. Cái điều này nghe nó hơi buồn một chút, nhưng mà thực sự là như vậy. Có những người 60 tuổi còn chưa bắt đầu độc lập trong suy nghĩ, anh chị em tưởng tượng không ạ? Có những người như vậy đó. Đấy. Huy không muốn ám chỉ bất kỳ ai ở trong cái phòng Zoom này hay là ở ngoài kia, nhưng mà thực sự là đã có những cái người như vậy. Thế nào gọi là độc lập trong suy nghĩ ạ? À, tức là mình dám làm những việc mà mình muốn. Mình dám nghĩ những cái việc mà mình muốn. Có những người nghĩ còn chẳng dám cơ. Đấy. Thì đó chính là gì ạ? Đó chính là giai đoạn đầu tiên trong cái quá trình khởi nghiệp, gọi là DISC. Thì trong cái quá trình khởi nghiệp thì chúng ta sẽ đi theo con đường là DCIS. Cụ thể là như nào? Cái đầu tiên ấy, khi mà chúng ta bắt đầu khởi nghiệp, bắt đầu độc lập trong suy nghĩ là chúng ta phải gì ạ? Phải có sự mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm. Đây là đặc tính của nhóm D hay nhóm D, nhóm Dominion, tức là cái nhóm là gì ạ? Quyết đoán, cái nhóm thống trị. Cái nhóm này luôn luôn thích những cái thử thách, thích cái sự sáng tạo, thích cái sự mạo hiểm, thích cái sự là gì ạ? Là chịu trách nhiệm, thích được tôn vinh, thích được làm việc một cách độc lập, hành động rất là nhanh và không có sợ hãi. Đấy. Luôn luôn tập trung vào mục tiêu. Đó. Thế thì nếu mà chúng ta muốn thành công thì việc đầu tiên đó là chúng ta phải gì ạ? Phải mạnh mẽ. Cái bước đầu tiên, cái giai đoạn đầu tiên ấy, là chúng ta phải rèn luyện cho mình cái tính cách, đó là sự mạnh mẽ.
sự quyết đoán, sự quyết tâm, sự tập trung. Khi mà chúng ta bước chân vào bất kể một lĩnh vực gì, một công việc gì, thì chúng ta phải vượt qua những cái nỗi sợ hãi, vượt qua những cái tiếng nói nhỏ, vượt qua những cái sự rào cản, những cái tiếng thì thầm từ những người khác. Khi chúng ta bắt đầu khởi nghiệp, khi mà chúng ta bắt đầu mở một doanh nghiệp, bây giờ các bạn trẻ thử về làm cái việc này xem. Về nói với bố mẹ ơi, con muốn khởi nghiệp, con cần 200 triệu để kinh doanh. Bố mẹ sẽ nói gì với mình? Bảo là gì ạ? Tốt lắm con, nhưng mà gì ạ? Mày làm sao mà làm được? Kiến thức không có, kinh nghiệm không có, trình độ không có, kỹ năng không có, làm sao mày làm được? Và chúng ta sẽ nhận được rất nhiều những cái phản hồi tiêu cực, rất nhiều những lời từ chối, rất nhiều những cái sự phản đối từ gia đình. Ra ngoài nói chuyện với khách hàng bảo mày trẻ quá, tao không làm việc với mày, tao không mua hàng của mày. Làm việc với các đối tác bảo mày trẻ quá, tao không làm việc với mày. Như vậy là gì ạ? Chúng ta phải chịu rất nhiều những cái vấn đề trong cuộc sống. Nó không dễ dàng giống như chúng ta tưởng tượng, không phải giống như rất nhiều người khác. Chúng ta thấy họ làm việc rất là đơn giản, rất là dễ dàng đúng không ạ? Và mình nghĩ rằng là gì ạ? Ôi, họ làm được, mình cũng làm được. Thế là mình bắt đầu khởi nghiệp và bắt đầu gì ạ? Bắt đầu thất bại. Cái quá trình thất bại bắt đầu xảy ra. Nhưng nếu mà chúng ta không dám chấp nhận những thất bại thì làm sao chúng ta học được bài học? Người ta bảo là thất bại là mẹ của thành công cơ mà. Bây giờ chúng ta không có gì ạ? Không có thất bại làm sao chúng ta có thành công được? Đúng không ạ? Cho nên cái người nhóm D mạnh mẽ, quyết đoán là những cái người là gì ạ? Sẵn sàng chấp nhận những thất bại. Đấy, sẵn sàng chấp nhận thất bại. Có rất nhiều người sợ thất bại. Nhưng mà xin thưa với anh chị em, đừng sợ thất bại. Tại vì sao ạ? Thất bại là một điều tất yếu xảy ra trong cuộc sống của mình. Chẳng có ai mà thành công hạnh phúc mà không từng thất bại. Huy Khự tin tưởng điều này. Có những người tự hào rằng tôi chưa bao giờ thất bại. Có những người Huy nói chuyện chưa bao giờ thất bại. Thì Huy chỉ cười và nói rằng anh cũng không biết thế nào gọi là thành công đúng không? Đúng rồi. Chẳng biết thế nào là thành công. Không biết thất bại thì không biết nào là thành công. Trong cuộc sống chúng ta bao giờ cũng có hai mặt của cuộc sống. Không biết buồn thì chẳng biết thế nào là vui. Không biết thiếu thốn thì chẳng biết thế nào là đầy đủ. Không biết đau thì chẳng biết thế nào là sung sướng. Không biết mệt thì chẳng biết thế nào là khỏe. Không biết là trời mưa thì chẳng quý những ngày trời nắng. Đúng không ạ? Không có những cái người phản bội thì chẳng bao giờ biết quý những cái người mà trung thành với mình. Không có những cái người mà ghen ghét thì chẳng bao giờ mình biết trân trọng những cái người mà yêu quý mình. Vì vậy là trong cuộc sống này, lúc nào cũng có hai mặt, lúc nào cũng có gì ạ? Hai cái thái cực, có âm có dương, có trong có ngoài, có đen có trắng, có nóng có lạnh, có trên có dưới, có cao có thấp, có nam có nữ, luôn luôn có hai mặt. Mà có những người mà sợ thất bại thì tức là mình đã từ chối thành công. Được chưa ạ? Mình sợ thất bại thì mình đã từ chối thành công. Cho nên thất bại là cái điều bình thường. Hãy chấp nhận nó, hãy đón nhận nó. Đó là lý do tại sao mà Huy nói rằng là Huy rất là biết ơn những cái thất bại trong cuộc sống của mình. Bởi vì không có những cái điều đó thì mình không thể nào nhận ra những cái sai lầm, không thể nhận ra những cái bài học thực sự là gì ạ? Là quan trọng. Được không ạ? Vì vậy thất bại không có gì ạ? Đáng ngại. Chỉ đáng ngại đó là chúng ta cứ gì ạ? Cứ sai lầm mãi một cái sai lầm. Tức là chúng ta không trưởng thành lên. Đấy. Có những người gặp thất bại mà không học được cái điều gì thì đó mới là điều đáng ngại. Đúng không anh chị em? Thất bại thì không đáng ngại. Đáng ngại nhất đó là chúng ta không học được điều gì từ những thất bại đó của mình. Đó. Vì vậy, đầu tiên khi mà chúng ta là những người khởi nghiệp, hãy mạnh mẽ lên anh chị em. Hãy mạnh mẽ lên, hãy quyết tâm lên. Nếu mà chúng ta gặp những thất bại, nếu mà chúng ta ra ngoài kia, chúng ta bán hàng, chúng ta kinh doanh mà gặp những cái lời phản đối, gặp những lời từ chối, việc của chúng ta là làm gì anh chị em? Nếu mà chúng ta gặp những lời phản đối, gặp những lời từ chối, gặp những rào cản, gặp những cái sự gì ạ? Phản đối từ gia đình, việc của chúng ta là gì ạ? Việc của chúng ta là gì? Đó là những cái thất bại, đó là những khó khăn đầu đời, khó khăn đầu tiên khi mà chúng ta khởi nghiệp. Thì việc của cái người mà nhóm D, nếu mà người nhóm D họ sẽ làm gì anh chị em? Người nhóm D họ sẽ làm gì ạ? Nếu mà người nhóm D khi mà gặp từ chối, họ sẽ làm gì ạ?
họ sẽ làm gì anh chị em? Comment xuống. Chúng ta phải học từ những cái người nhóm D, những cái người mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận thử thách, dám chấp nhận thất bại. Đúng không ạ? Và nếu mà gặp những cái lời từ chối, chúng ta làm sao ạ? Vui vẻ, bỏ qua nó và tiếp tục là gì ạ? Chiến đấu tiếp, tiếp tục làm việc tiếp, tiếp tục hành động tiếp. Người ta bảo là trẻ nó phải ngông cuồng. Đấy. Tuổi trẻ mà không ngông cuồng thì phí hoài tuổi trẻ. Trẻ không chơi thì già đổ đốn. Đấy. Ở đây là chơi, ở đây tức là diện là sự mạnh mẽ, sự quyết đoán của mình. Đấy. Sự thử thách của mình, dám chấp nhận những thử thách. Cái gì mà làm được, làm luôn đi. Cái gì mà chiến được, chiến luôn đi. Cái gì mà làm mà không chết, mình làm cái điều đó mình không chết thì làm đi. Nếu mà mình chia sẻ cho một người, mình nói chuyện với một người, mình bán hàng cho một người mà cái người đó từ chối thì chúng ta có chết không? Không chết, làm đi. Được không ạ? Khởi nghiệp kinh doanh, làm cái việc gì đó, có chết không? Không chết, làm đi. Cái việc gì mà mình có thể làm lại được một lần nữa, làm thôi. Đấy là cái điều mà Huy tự nghĩ, tự nói cho bản thân mình. Được không ạ? Huy tự nói cho bản thân mình. Cái gì mà không chết, trời, chiến, hành động mạnh mẽ. Được không ạ? 1, 2, 3, kệ. Đúng rồi. Kệ mẹ nó. À, cảm ơn rồi. Kệ mẹ nó. Được không ạ? Đấy. Thì đấy là tính cách của nhóm D. Chúng ta phải học tính cách của nhóm D. Và giai đoạn đầu chúng ta phải như vậy. Được không ạ? Mạnh mẽ, quyết đoán. Đừng có sợ hãi. Đừng có co mình lại. Đừng có sống quá an toàn. Tuổi trẻ mà sống an toàn quá, phí hoài tuổi trẻ. Đúng không ạ? Tuổi trẻ nó phải ngông cuồng. Tuổi trẻ nó phải chiến. Tuổi trẻ nó phải máu. Đúng không ạ? Dám chơi, dám nghĩ, dám làm. Thất bại, ta làm lại. Nhưng nhớ này, có những việc mà nó khiến chúng ta không làm lại được nữa thì đừng làm. Ví dụ như ví dụ đấy nhé. Ví dụ như là nhảy từ một cái tòa nhà rất cao xuống mà không có đồ bảo hộ. Ví dụ như là giết người. Ví dụ như là làm những cái việc mà vi phạm về đạo đức, pháp luật, tuyệt đối không làm. Đúng không ạ? Đấy. Những cái việc mà có thể dẫn đến những cái sự gọi là chết người, không làm. Đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì không còn cơ hội để làm lại nữa. Không còn cơ hội để làm lại nữa thì làm sao được. Đúng không ạ? Đấy. Cho nên cái điều gì mà không làm cho chúng ta thiệt mạng, không làm chúng ta chết thì làm. Đúng không ạ? Đấy. Đấy. Làm mà tổn hại đến ai đó thì không làm. Tức là vi phạm đạo đức. Đúng không ạ? Đấy. Thì không làm. Thế thôi. Thế còn lại những cái việc khác làm. Đặc biệt nhé. Đặc biệt là không làm tổn hại ai đó. Đúng không ạ? Làm điều gì mà tốt cho người khác là phải quyết tâm làm. Mạnh mẽ làm. Được không anh chị em? À, hãy comment xuống nếu anh chị em thực sự mà sẽ rèn luyện cái tính cách của mình trở nên mạnh mẽ hơn để mà quyết định là mình sẽ làm cái điều gì đó. Nó đôi khi nó đi ngược lại với cả cái phần đông của xã hội, nhưng mà mình thấy nó là cần thiết. Nếu mà mình thấy nó là đúng, nếu mà mình thấy nó là cần thiết, nếu mà nó thấy là gì ạ? Nó là cái điều mà phục vụ cho cái tương lai lâu dài của mình thì mình phải mạnh mẽ nói có. Còn cái điều gì đó mà không phục vụ cho tương lai lâu dài của mình, không đạt được cái mục tiêu của mình thì phải mạnh mẽ nói không. Được không ạ? Đấy. Mạnh mẽ nói có với những cái điều gì đó mà giúp chúng ta đạt được mục tiêu, và mạnh mẽ nói không với những điều gì mà không giúp chúng ta đạt được mục tiêu của mình. Được không ạ? Ok. Rồi, sau khi mà chúng ta đã mạnh mẽ, chúng ta quyết định, chúng ta dám nghĩ, dám làm, chúng ta đứng mũi chịu sào, chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Rồi, sau đó thì chúng ta bắt đầu đến bước thứ hai. Khi mà chúng ta khởi nghiệp, Huy đưa nó vào cái phần khởi nghiệp để cho nó dễ, gần gũi với phần lớn anh chị em. Bởi vì trong phòng Zoom này là phòng Zoom về đào tạo, về phát triển bản thân và phát triển kinh doanh. Thì phần lớn những người kinh doanh thì đều cần những cái bước này. Cái bước thứ hai khi mà chúng ta khởi nghiệp thì
mới bắt đầu khởi nghiệp ấy, thì chúng ta gần như là bắt đầu một mình và gần như là chúng ta phải làm mọi việc. Cho nên cái giai đoạn thứ hai chúng ta phải là cái người nhóm C. Cái người nhóm C là cái người như nào? Cái người rất tuân thủ, rất chi tiết, rất là gì ạ? Cụ thể, rất là cẩn thận. Đúng không ạ? Rất là rõ ràng, am hiểu những con số. Ở giai đoạn này chúng ta phải học cách chơi với những con số. Chúng ta phải học cách để mà gì ạ? Kỷ luật bản thân mình. Bởi vì không thể nào một người mà có thể kỷ luật bản thân mình. Không thể là một người mà thành công mà không có kỷ luật. Đấy vậy. Những cái người nhóm C là những người thích mày mò nghiên cứu, tìm hiểu, đào sâu những cái kiến thức mà mình phục vụ cái mục tiêu của mình. Cho nên khi mà muốn thành công ấy, mình phải trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Mình phải am hiểu mọi thứ xung quanh cái công việc của mình. Đấy. Mình phải có khả năng tự học. Tự học là kỹ năng quan trọng nhất, kỹ năng vua của các cái kỹ năng. Bởi vì khi có kỹ năng tự học là chúng ta có thể học được tất cả những kỹ năng khác. Được không nhỉ? Đấy. Và cái người nhóm C cũng là cái người mà tuân thủ, đi theo, follow người khác. Cho nên ở giai đoạn này, nhất thiết, cực kỳ quan trọng, cực kỳ cần thiết, anh chị em chúng ta phải tìm cho mình một cái người dẫn đường, một người mentor, một người thầy, một người anh, một người chỉ bảo, một người tiền bối, một cái người đi trước của mình để họ chỉ bảo. Có thể là không phải là một người, nó có thể đến từ nhiều người. Nó có thể đến từ những cuốn sách. Những cuốn sách cũng là những người thầy, những cái video ở trên internet phục vụ cho cái mục tiêu của mình. Đấy cũng là những người thầy. Những cái câu chuyện của những cái người đồng nghiệp, của những người bạn, của những người đối tác, của những người đối thủ cũng là thầy của chúng ta. Đối thủ là thầy của chúng ta. Khách hàng là thầy của chúng ta. Đồng nghiệp là thầy của chúng ta. Được không ạ? Đó. Khi đó người nhóm C là những người ham học hỏi, làm những cái việc chi tiết. Bây giờ ví dụ nhỉ, ví dụ anh chị em xây dựng đội nhóm kinh doanh đó, thì khi mà ở cái giai đoạn thứ hai này thì là giai đoạn mà chúng ta phải làm mọi việc, từ những cái việc đơn giản nhất, từ những việc chi tiết nhất, phải biết làm mọi việc. Bởi vì sao ạ? Nếu mà chúng ta không biết làm thì sau này chúng ta không thể nào tiếp tục cái giai đoạn sau được. Cái giai đoạn sau là giai đoạn nhân bản, giai đoạn tự động hóa, giai đoạn gì ạ? Tối ưu hóa, giai đoạn gọi là cho hệ xây dựng hệ thống kinh doanh phát triển lớn mạnh. Nhưng mà chúng ta không thể làm điều đó được nếu như mà chúng ta không xây dựng được cho mình những cái nền tảng về kiến thức, nền tảng về kỹ năng ở cái giai đoạn này. Giai đoạn này là giai đoạn cực kỳ là vất vả, cực kỳ là khó khăn, cực kỳ là gì ạ? Là cần mẫn, chăm chỉ. Giai đoạn này phải cực kỳ là chăm chỉ, thực sự chăm chỉ anh chị em. Người khác làm một tiếng thì chúng ta phải làm 2 tiếng. Người khác làm gì ạ? 8 tiếng một ngày, chúng ta phải làm 16 tiếng một ngày. Làm tất cả những việc gì mà đến tay. Từ cái việc kinh doanh cho đến việc thiết kế logo, từ việc marketing cho đến việc thiết kế sản phẩm, từ cái việc mua hàng cho đến việc bán hàng, từ cái việc mà kế toán cho đến cái việc mà gì ạ? Xây dựng các cái mối quan hệ với các đối tác. Không có việc gì là không đến tay, không có việc gì mà không làm được hết. Việc gì mình cũng phải làm, việc gì cũng phải động tay vào, việc gì cũng phải biết. Đúng không ạ? Mình biết để mà sau này mình sao chép, mình nhân bản. Chứ không phải là mình cứ làm suốt đời cái việc đó. Nếu mà mình làm suốt đời cái việc đó thì mình là gì ạ? Trở thành cái người làm thuê suốt đời. Đúng không ạ? Đó. Cho nên giai đoạn này có rất nhiều người lựa chọn cái cách là đi làm thuê để học hỏi từ những cái người đi trước. Cái điều này hoàn toàn là hợp lý và cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta nhớ này, nếu mà chúng ta đi làm thuê hoặc là chúng ta đi theo một cái người nào đó thì chúng ta phải học cách họ làm, nhìn họ làm mà học theo. Chứ đừng học theo những cái người mà chỉ có tư duy cố định. Tư duy cố định tức là sao ạ? Tức là họ bảo là thế đủ rồi. Tôi kiếm được 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 50 triệu một tháng, thế đủ rồi. Những cái người đó tư duy cố định. Và khi mà chúng ta đã có một cái tư duy cố định như vậy rồi á, thì rất khó để chúng ta thay đổi. Và đây là một cái bẫy ở trong cuộc sống của mình. Nếu như mà chúng ta muốn thành công, nếu mà chúng ta muốn làm chủ, nếu mà chúng ta muốn tự do, nếu mà chúng ta muốn độc lập, mà chúng ta lại gì ạ? Chúng ta lại có cái tư duy cố định,
tức là không phát triển, không cố gắng, không nỗ lực, không đi lên, không tiến bộ, không kiếm được nhiều tiền hơn, không thành công, không giàu có, thì khi đó chúng ta sẽ rất khó để mà gì ạ, để mà học hỏi cũng như là để mà phát triển. Và khi đó chúng ta không thay đổi, và khi mà chúng ta không thay đổi mà sau này cuộc sống bắt đầu khó khăn hơn, tiền nó kiếm khó hơn, bởi vì chúng ta phụ thuộc mà, đúng không ạ? Chúng ta đi làm thuê, chúng ta phụ thuộc vào những cái rất nhiều yếu tố, phụ thuộc vào ông chủ, phụ thuộc vào thị trường, phụ thuộc vào đội marketing, phụ thuộc vào đội bán hàng, phụ thuộc vào người này, phụ thuộc vào người kia. Và khi đó thì chúng ta sẽ không làm chủ được cái vận mệnh của mình, không làm chủ được cuộc đời của mình. Và trong một cái tình huống nào đó khó khăn, và chúng ta bị mất việc, chúng ta bị đuổi việc, chúng ta bị sa thải, hoặc chúng ta bị làm gì ạ, chúng ta bị giảm về mặt thu nhập, thì khi đó chúng ta mới bắt đầu nghĩ đến cái việc mà khởi nghiệp kinh doanh. Nhưng mà khi đó thì chúng ta làm sao ạ? Chúng ta bị muộn mất. Thứ nhất đó là gì ạ? Là chúng ta phải đập đi những cái thói quen cũ, những cái thói quen mà chúng ta đã xây dựng ở trong những cái năm trước. Thói quen của người làm thuê thì nó khác thói quen của người làm chủ. Và bây giờ chúng ta phải đập đi những thói quen cũ, và đây là cái điều khó khăn. Đặc biệt với những anh chị em lớn tuổi mà đã nhiều năm làm trong những cái công ty, những cái môi trường mà nó khiến cho mình có cái tư duy cố định, khiến cho mình không có tự thay đổi, không có tự kỷ luật, không có tự phát triển, không có tự học hỏi được. Đó, thì đây là cái điều mà đáng buồn với rất nhiều anh chị em. Tuy nhiên, Huy nói một điều này với anh chị em đó là gì ạ? Tất cả mọi người đều có thể thay đổi được. Chúng ta không có một cái độ tuổi nào, không có một cái tuổi tác nào cho việc khởi nghiệp kinh doanh hết. Đúng không ạ? 9 tuổi khởi nghiệp, ok. 60 tuổi khởi nghiệp, ok. Đúng không ạ? Không có một quy chuẩn nào hết. Cho nên là chúng ta đừng nói rằng là tôi trẻ quá tôi không kinh doanh được, tôi già quá tôi không kinh doanh được. Tất cả cái điều đó nó chỉ là giới hạn ở trong tâm trí của chúng ta mà thôi. Đúng không ạ? Không có ai mà không có thể bắt đầu được. Đó. Và cái giai đoạn thứ hai này, nó là cái giai đoạn mà chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải xây dựng cho mình những cái nền tảng vững chắc để mà chúng ta phát triển. Một số anh chị em ở trong đội nhóm kinh doanh của Huy thì giai đoạn này là giai đoạn là chúng ta phải học tất cả những cái kiến thức kinh doanh. Từ cái việc mà gì ạ? Tạo cái tài khoản, từ cái việc mà nghiên cứu website, từ cái việc mà gì ạ? Thiết kế cái banner, từ cái việc mà đăng những cái bài viết, từ những cái việc mà kinh doanh, từ việc mà bán hàng, từ việc là gì ạ? Chia sẻ. Tất cả mọi thứ chúng ta phải am hiểu, chúng ta phải học. Đừng có phụ thuộc bảo là tôi có một cái đội làm cho tôi. Đừng bao giờ phụ thuộc bất kỳ ai. Bởi vì khi chúng ta phụ thuộc, chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ không độc lập. Mà khi chúng ta không độc lập, chúng ta rất khó để nhân bản, chúng ta rất khó để thành công. Vì vậy, tuyệt đối không phụ thuộc bất kỳ ai. Chúng ta phải làm được tất cả mọi việc. Được không ạ? Làm tất cả mọi việc. Giai đoạn này làm rất vất vả, nhưng không có nhiều tiền. Giai đoạn này cực kỳ vất vả anh chị em. Vất vả, nhưng không kiếm nhiều tiền. Bao nhiêu anh chị em chúng ta đang ở trong giai đoạn này, hoặc đã từng trải qua giai đoạn này, comment số 2. Nếu anh chị em đang ở trong giai đoạn này, làm việc rất chăm chỉ, rất vất vả, rất cố gắng nhưng không có nhiều tiền. Nó lại thế anh chị em, nó lại đau khổ. Không có nhiều tiền đâu, vẫn kiếm được tiền nhưng mà không có nhiều tiền, không thỏa mãn. Chúng ta cảm thấy không thỏa mãn, không xứng đáng. Rõ ràng là mình làm nhiều, cố gắng làm vất vả nhưng không kiếm được nhiều tiền. Và rất nhiều người bỏ cuộc ở giai đoạn này, bởi vì đây là giai đoạn khó khăn. Giai đoạn quyết định thì nó hào hứng lắm anh em. Giai đoạn đầu ấy, nó rất là hào hứng, rất là màu hồng, rất là dễ dàng. Nhìn đâu cũng thấy dễ dàng, nhìn đâu cũng thấy đơn giản, nhìn đâu cũng thấy chiến. Khó khăn là bụp, khó khăn bỏ qua. Giai đoạn 2 này thì làm sao? Chiến không đủ. Chúng ta phải có kỹ năng, chúng ta phải có kiến thức. Đúng không ạ? Đó là lý do tại sao chúng ta học Zoom cả ngày. Tại sao chúng ta phải dậy sớm, chúng ta đào tạo, chúng ta học tập. Đúng không ạ? Đó, giai đoạn này là giai đoạn sẽ rất vất vả, rất khó khăn, và rất nhiều người bỏ cuộc ở trong giai đoạn này. Và xin chúc mừng anh chị em nào chúng ta đã vượt qua giai đoạn này. Và cũng xin chúc mừng anh chị em nào mà đang ở trong giai đoạn này. Bởi vì đây là giai đoạn mà chúng ta cần phải thử thách bản thân mình để xem sự kiên trì. Ở giai đoạn 1 là chúng ta chưa cần kiên trì nhé.
Giai đoạn 1 là không phải kiên trì, giai đoạn 1 là cần máu lửa, cần chiến đấu, cần mạnh mẽ, cần quyết tâm. Nhưng giai đoạn này là giai đoạn cần sự kiên trì. Chúng ta sẽ phải nhiều đêm thức khuya, nhiều sáng dậy sớm, người ta gọi là thức khuya dậy sớm đấy. Được chưa? Chúng ta cần nhiều ngày thức khuya dậy sớm như vậy. Và khi mà chúng ta thức khuya dậy sớm ấy, thì thường là những người khác họ không biết. Những người khác họ không biết. Đúng không anh chị em? Chúng ta thức khuya, chúng ta nghiên cứu, chúng ta nghiền ngẫm, chúng ta đào tạo, chúng ta tự học, chúng ta đọc sách, chúng ta dậy sớm, chúng ta học tập này. Những người bạn của chúng ta họ đâu có biết đâu. Họ chỉ biết đến chúng ta khi nào ạ? Khi mà chúng ta thành công thôi. Còn bây giờ chúng ta phải gì ạ? Phải chấp nhận cái sự gì ạ? Cố gắng ở trong gì ạ? Ở trong im lặng và để thành công lên tiếng. Đấy gì ạ? Phải cố gắng ở trong im lặng. Chứ còn cố gắng bây giờ mới đang học mà mình đã gì ạ? Khoe là mình học thế này, mình học thế kia. Xin thưa anh chị em là không có ai gọi là vinh danh những cái người mà học đâu. Học thì chưa có gì để mà khoe đâu. Thành công thì mới khoe được. Được không ạ? Học, bảo tôi học cố gắng lắm. Nhưng mà mãi tôi không thành công. Thì xin thưa với anh chị em là người ta cũng là được động viên tí thôi. Chứ còn người ta chưa thực sự là ngưỡng mộ mình đâu. Khi một cái ngôi nhà bắt đầu xây dựng lên một cái tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay là tòa tháp Burj Khalifa ở Dubai, cao 828 tầng. Tổng thời gian xây dựng trong vòng 2 năm. Như anh chị em biết rằng là gì ạ? Tổng thời gian xây dựng là 5 năm. Như anh chị em chúng ta biết rằng là gì ạ? 2 năm trời. Tất cả những gì mọi người nhìn thấy nó chỉ là một cái gì ạ? Một cái mặt bằng ngổn ngang. 2 năm trời, cái tòa tháp đó nó chỉ là một việc duy nhất, đó là gì ạ? Đào sâu xuống dưới đất để làm gì ạ? Để làm móng. 2 năm trời. Thực ra là trước đấy rồi cơ. Trước đấy 3 năm trước họ làm một việc thôi. Đấy là ngồi gì ạ? Ngồi suy nghĩ, ngồi thiết kế ngôi nhà đó trong vòng 3 năm. Sau đó 2 năm trời chỉ làm mỗi cái móng thôi. 2 năm trời làm mỗi cái móng và mọi người đi qua đi lại đều nhìn thấy là gì ạ? Nó chỉ là một cái bãi đất, một cái bãi công trường xây dựng. Chưa nhìn thấy một cái tầng nào bên trên hết. Không nhìn thấy một tầng nào hết. Tất cả là mọi việc là cắm xuống dưới, cắm đầu xuống đất. Đúng gọi là cắm đầu xuống đất để làm gì ạ? Để làm xây dựng cái móng, cái nền tảng, cái móng. Nhưng mà khi mà đã làm móng xong rồi ấy, thì cái tốc độ mà gì ạ? Mà trồng tầng cực kỳ nhanh luôn. Tốc độ phát triển cực kỳ nhanh luôn. Đấy. Ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta thường lấy hình ảnh gì ạ? Là cây tre. Đúng không ạ? Cây tre có thể mất đến 5 năm, 6 năm trời để mà gì ạ? Để cắm rễ xuống dưới đất. Đúng không ạ? Cây tre mất 6 năm trời để mà gì ạ? Để cắm rễ xuống đất. Nhưng khi bắt đầu nó trồi lên trên mặt đất thì làm sao? Thì nó phát triển rất nhanh. Trong vòng 3 tuần nó có thể cao lên 3 mét. Trong vòng 3 tháng nó có thể cao trở thành gì ạ? Cao lên thành 30 mét. Đó. Nhưng mà cái giai đoạn mà gì ạ? Ở bên dưới đất thì không ai nhìn thấy. Cái cây măng trước khi nó trồi lên thường ấy, nó ở dưới đất rất là lâu. Đúng không ạ? Và chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải chấp nhận cái giai đoạn đó là gì ạ? Giai đoạn học tập, giai đoạn nghiên cứu, giai đoạn nghiền ngẫm, giai đoạn là gì ạ? Tích lũy. Đó. Và kiến thức khi mà chúng ta học hàng ngày giống như là zoom gà gáy này thì cũng là giai đoạn tích lũy, đúng không? Giai đoạn mà chúng ta phải thầm lặng, chiến đấu ở trong im lặng để mà thành công sẽ tự động lên tiếng. Chúng ta không cần phải khoe, tự động thành công nó sẽ gì ạ? Nó sẽ biết cách để nó gì ạ? Để nó nói cho mọi người, đúng không ạ? Rồi sau khi mà cái giai đoạn này, sau khi chúng ta đã làm được tất cả mọi việc rồi, chúng ta mạnh mẽ, chúng ta đã gì ạ? Phát triển rồi, chúng ta đã có những kiến thức rồi, có những cái gì ạ? Kinh nghiệm, có những cái trải nghiệm rồi, kiên trì bền bỉ vượt qua những khó khăn rồi, thì đến giai đoạn thứ 3. Giai đoạn thứ 3 là gì ạ? Giai đoạn thứ 3
đấy là giai đoạn mà chúng ta sẽ thuộc cái nhóm Y, đó là nhóm truyền cảm hứng. Cái nhóm này, cái đặc tính của nhóm này là gì ạ? Đó là tạo ảnh hưởng, xây dựng hình ảnh, tức là có hình ảnh bản thân rất là gì ạ? Rất là tốt, rất là đẹp. Phát triển vào khả năng đào tạo, khả năng chia sẻ, hiểu biết rộng, vui vẻ, hài hước, thú vị. Điều này có nghĩa là sao ạ? Khi mà chúng ta bắt đầu đã có những cái thành viên ở trong đội nhóm của mình, trong công ty của mình, thì khi đó chúng ta không phải là những cái người làm tất mọi việc nữa, đúng không ạ? Người giỏi không phải làm người mọi việc làm tất. Đấy. Người giỏi không phải làm người làm mọi việc. Đến giai đoạn này thì lúc này là chúng ta trở thành người giỏi này. Lúc này chúng ta mới trở thành người giỏi. Còn lúc đầu ấy là chưa giỏi là phải làm mọi việc, phải làm như trâu như ngựa ấy. Nhưng giai đoạn này chúng ta trở thành người giỏi. Và người giỏi thì không phải người làm mọi việc. Khi đó chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ chia việc ra, chúng ta sẽ phân việc ra. Chúng ta sẽ học cách là gì ạ? Học cách giao việc. Đấy. Tối ngày hôm qua là chúng ta, một số anh chị em là trong đội nhóm kinh doanh đã được học về cách giao việc, đúng không ạ? Đó. Cho nên là gì ạ? Là chúng ta đã được học cách cũng như là biết cách để giao việc. Ngoài cái việc giao việc thì chúng ta phải gì ạ? Phải xây dựng cho mình một cái hình ảnh, một cái hình tượng để người khác hướng theo. Người khác sẽ lấy mình là mục tiêu. Ở giai đoạn số 2 nhé, thì chúng ta phải đi theo người khác và lấy người khác là mục tiêu. Đến giai đoạn thứ 3 thì chúng ta phải là mục tiêu của người khác, đúng không ạ? Và Huy thường nói với cả anh chị em trong đội nhóm kinh doanh của mình, đó là gì ạ? Hãy dám ước mơ và trở thành ước mơ của người khác. Hãy dám ước mơ và trở thành ước mơ của người khác. Thì giai đoạn này chúng ta bắt đầu trở thành ước mơ của người khác, đúng không ạ? Giai đoạn này bắt đầu chúng ta trở thành gì ạ? Cái người mà truyền cảm hứng, đào tạo, chia sẻ. Bởi vì sao ạ? Leader is a teacher. Cái người lãnh đạo phải là người đào tạo. Người lãnh đạo phải là người thầy. Người lãnh đạo phải là người đi trước, người tiên phong. Phải là cái người mà xây dựng cái hình ảnh mà người khác mong muốn trở thành. Cái người mà người khác muốn noi theo. Cái người mà người khác ngưỡng mộ. Cái người mà người khác cảm thấy mình hoàn thiện. Vì vậy, ở giai đoạn này chúng ta cần phải có cái sự hiểu biết rộng hơn nữa. Chúng ta không chỉ hiểu biết về chuyên môn của mình, không chỉ hiểu biết về công việc của mình, mà chúng ta có thể hiểu biết về xã hội, hiểu biết về tầm nhìn. Chúng ta phải phóng tầm nhìn của mình đi xa. Cái người nhóm Y là cái người phóng tầm nhìn đi xa, được chưa ạ? Và khi đó thì chúng ta sẽ có những cái sự sáng tạo, có những góc nhìn, có những hướng đi nó đúng đắn hơn. Đấy. Và có sự phát triển. Giai đoạn này là giai đoạn là chúng ta cũng cần phải sự thay đổi mạnh mẽ hơn. Đây chính là giai đoạn mà chúng ta sẽ có sự thay đổi rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Và đây là cái giai đoạn mà chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải đào tạo, hướng dẫn, dìu dắt cho các cái gì ạ? Cho các cái đội ngũ kế cận. Để làm gì ạ? Để hỗ trợ họ, để giúp đỡ họ. Đó là lý do tại sao mà Huy đứng lên trở thành nhà đào tạo. Trước đó thì mình làm việc như trâu như ngựa. Mình tích lũy kiến thức, tích lũy trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm. Nhưng mà sau đó mình đến cái giai đoạn nào đó, mình thấy rằng là đây là lúc mà mình cần phải thay đổi. Và bắt đầu, để mà thay đổi thì cách tốt nhất đó là gì ạ? Trở thành người đào tạo, trở thành người chia sẻ, trở thành cái người mà gì ạ? Truyền cảm hứng cho người khác. Bởi vì khi mà mình làm cái việc đó thì mình phải là người có những cái điều đó. Mình phải là người có cảm hứng thì mới truyền cảm hứng cho người khác được. Mình phải là người có kiến thức thì mới truyền cả kiến thức cho người khác được. Vì vậy nó tạo cho mình một cái áp lực để mà mình mạnh mẽ hơn, để mình giỏi hơn, đúng không ạ? Tạo cho mình một cái áp lực để mình có thể là chịu trách nhiệm nhiều hơn, mình chia sẻ nhiều hơn. Đó. Vì vậy sớm hay muộn, nếu anh chị em chúng ta đi theo con đường khởi nghiệp kinh doanh để độc lập về mặt tài chính, để được tự do về mặt tài chính, thì xin thưa anh chị em, sớm hay muộn thôi, anh chị em cũng sẽ trở thành cái con người giống như Huy hiện nay. Tức là gì ạ? Trở thành người đào tạo, trở thành người gì ạ? Chia sẻ, trở thành người dẫn dắt. Bởi vì sao ạ? Huy cũng học theo những cái người thầy, cái người đi trước của Huy.
Không phải tự nhiên mà Huy đi theo con đường như vậy. Không phải tự nhiên Huy lựa chọn cái điều đó. Nó cũng phải được dẫn dắt, được dìu dắt, được hỗ trợ, được gì ạ? Được tư vấn, được chia sẻ từ những cái người thầy tuyệt vời của mình. Đúng không ạ? Ở giai đoạn này thì chúng ta trở thành những người chuyên gia, nhưng không chỉ là chuyên gia trong cái việc mà làm việc, mà chuyên gia trong cái việc mà chia sẻ. Đúng không ạ? Đấy. Vì vậy, đây chính là cái định hướng, cái con đường phát triển của mình. Sớm hay muộn chúng ta trở thành cái con người như vậy, thì chúng ta chuẩn bị nó sớm đi. Biến nó thành một cái điều gì đó sẽ diễn ra đi, để mà chúng ta gì ạ? Chúng ta sẵn sàng. Được nhận. Ngày hôm nay chúng ta vào trong lớp này chúng ta học, nhưng mà chúng ta nhớ rằng là chúng ta học ngày hôm nay không chỉ học cho bản thân mình đâu, chúng ta phải học để cho người khác nữa. Tức là sao ạ? Chúng ta phải học, sau đó chúng ta chia sẻ cho người khác nữa. Được không ạ? Đấy. Và khi mà chúng ta học với một cái tâm thế là gì ạ? Chúng ta phải truyền lại cho người khác, thì khi đó chúng ta sẽ học một cách nghiêm túc, chúng ta sẽ ghi chép lại. Bởi vì sao ạ? Bởi chúng ta sẽ không thể nào nhớ được hết tất cả những kiến thức này. Chúng ta ghi chép lại, chúng ta sẽ có cái kinh nghiệm, có một kiến thức để chúng ta truyền tải cho người khác. Được không ạ? Đấy. Và đây là cái giai đoạn rất là cần thiết, rất là quan trọng để mà chúng ta phát triển. Và đây bắt đầu giai đoạn là diện là chúng ta trồng tầng đấy. Đấy. Và cái măng bắt đầu nó mọc đấy. Đó. Và mọi người bắt đầu nhìn thấy những cái thành quả của chúng ta, bắt đầu nhìn thấy những cái hình ảnh của chúng ta. Chúng ta sẽ không ngại xuất hiện ở trên các mạng xã hội, không ngại xuất hiện trước đám đông, không ngại xuất hiện trước cái gì ạ? Đông người. Còn một số anh chị em bảo tôi ngại xuất hiện trước đông người, tôi ngại xuất hiện trước đám đông, tôi sợ xuất hiện trước gì ạ? Trước phòng Zoom. Xin thưa anh chị em là chúng ta cứ ngại đi. Chúng ta không cần phải thay đổi. Nếu chúng ta không muốn giàu có, không muốn thành công, không muốn hạnh phúc, thì chúng ta không cần phải thay đổi. Chúng ta nói rằng tôi là người như vậy. Ok. Anh chị em cứ nói như vậy. Nếu mà anh chị em không muốn thành công, anh chị em nói rằng tôi không giỏi trong việc đứng trước đám đông, ok, chúng ta cứ nói như vậy đi. Nếu chúng ta không muốn giàu có, chúng ta không muốn phát triển, chúng ta không muốn trở thành cái người mà có thể giúp đỡ được nhiều người khác, chia sẻ cho nhiều người khác, thì đừng làm việc đó. Được ạ? Đừng thay đổi nếu anh chị em không muốn phát triển. Đừng thay đổi nếu anh chị em không muốn giàu có. Đừng thay đổi nếu anh chị em không muốn gì ạ? Giúp đỡ được nhiều người hơn. Được không ạ? Ok nha. Đó. Ok. Xong cái giai đoạn số 3 này. Đến cái giai đoạn số 4. Cái giai đoạn số 4 thì khi đó chúng ta phải là người nhóm S. Nhóm S là những người yêu thương, hỗ trợ, gắn kết, quan tâm tới người khác, sẵn sàng hy sinh cái lợi ích của bản thân mình vì người khác, dám đặt quyền lợi của người khác lên trên quyền lợi của mình, tập trung vào giá trị, tập trung vào giá trị, tập trung vào văn hóa, xây dựng cái đội nhóm của mình, xây dựng cái công ty của mình nó trở nên bền vững. Cái giai đoạn số 3 để chúng ta nhân bản thì chúng ta phải đào tạo liên tục đào tạo. Nhưng giai đoạn số 4 này, cái bước số 4 này là bước mà chúng ta phải xây dựng cái văn hóa. Cái văn hóa của đội nhóm, văn hóa của công ty mới chính là cái thứ mà bền vững. Chúng ta có thể rời đi khỏi cái công ty đó, nhưng các cái văn hóa nó sẽ được ở lại. Những cái thói quen, những cái tập quán, những cái nghi thức nó sẽ ở lại cho đội nhóm của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta phải gì ạ? Phải tập trung vào xây dựng văn hóa yêu thương, hỗ trợ mọi người, gắn kết nhiều hơn, tập trung vào giúp đỡ mọi người nhiều hơn. Đó. Khi đó thì chúng ta sẽ gìn giữ được cái đội nhóm của mình. Tại sao mà Huy thất bại trong kinh doanh trước đây? Và tại sao có rất nhiều người xây dựng công ty nhưng mà gì ạ? Nhưng mà không phát triển được, không gì ạ? Không giữ được. Bởi vì chính là thiếu cái điều này. Họ không nhân bản được bản thân, họ không xây dựng được văn hóa, họ không xây dựng được cái gì ạ? Cái sự gắn kết ở trong đội nhóm. Một đội nhóm thành công, một đội nhóm đoàn kết, đó là một đội nhóm mà người này sẵn sàng hy sinh, cống hiến vì người khác. Còn nếu mà một người chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, giống như ở giai đoạn đầu nhé. Giai đoạn đầu là mình phải biết nghĩ cho bản thân mình. Giai đoạn đầu là mình phải nghĩ cho bản thân mình.
mình phải gì ạ? Mình phải kiếm tiền, mình phải có tiền mình mới sống được. Nhưng giai đoạn này thì mình đã trải qua rồi, mình đã có tiền rồi, mình đã có kinh nghiệm rồi, mình đã có sự mạnh mẽ rồi, mình có sự quyết tâm rồi, mình có sự truyền cảm hứng rồi. Nhưng giai đoạn này thì giai đoạn mình lại trầm lắng, mình lại đi vào nội tâm nhiều hơn, đúng không ạ? Hy sinh nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, giúp đỡ mọi người nhiều hơn, tạo ra một cái văn hóa gắn kết bền vững hơn. Đó. Và khi đó đội nhóm của chúng ta sẽ phát triển một cách ổn định, bền vững. Các cái thành viên trong đội nhóm sẽ nhìn thấy cái tầm nhìn, cái sứ mệnh của đội nhóm. Và khi đó họ sẽ làm việc vì một cái gì ạ? Vì một cái điều gì đó lớn lao hơn. Họ không chỉ làm việc vì bản thân họ nữa. Đúng không ạ? Và họ cũng bắt đầu phát triển. Đúng không ạ? Đó. Cho nên để mà chúng ta thành công, để chúng ta khởi nghiệp thành công thì chúng ta phải đi qua bốn cái bước này. Anh chị em, nếu mà anh chị em nào đã có công ty, đã có doanh nghiệp riêng, anh chị em thấy điều này rất rõ. Giai đoạn đầu là chúng ta gì ạ? Là chúng ta đi gần như là một mình, rất là cô đơn trong sự nghiệp, trong công việc kinh doanh của mình. Nhưng mà sau đó thì chúng ta bắt đầu có người đi cùng, có những cái người đối tác, có những người cùng khởi nghiệp với mình, có những người nhân viên, có những người cộng tác viên, có những người hợp tác với mình, có những khách hàng của mình, có những người bạn. Sau đó thì chúng ta bắt đầu là gì ạ? Hỗ trợ, hướng dẫn cho những người kế cận, những cái lớp người ở phía sau. Sau đó chúng ta xây dựng cho mình những cái tình cảm, những cái sự yêu thương, sự gắn kết, cái văn hóa trong đội nhóm. Thì khi đó chúng ta sẽ có một sự gì ạ? Sự phát triển. Và đội nhóm chúng ta sẽ phát triển, công ty chúng ta sẽ phát triển. Và bắt đầu khi đó chúng ta sẽ gì ạ? Lập lại cái quy trình này. Và khi đó thì chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ nhân bản mình lên. Khi mà chúng ta đã hoàn thiện bản thân mình rồi, chúng ta đã đi ISC rồi, thì khi đó chúng ta mới nhân bản mình lên. Còn nếu mà anh chị em chúng ta chưa hoàn thiện bản thân mình mà chúng ta nhân bản mình lên thì làm sao ạ? Thì chúng ta sẽ nhân bản một cái phiên bản lỗi. Mà chúng ta nhân bản một phiên bản lỗi thì làm sao mà đội nhóm trở thành một đội nhóm mạnh được, đúng không ạ? Cho nên việc đầu tiên của mình đó là hoàn thiện. Thế thì thời gian hoàn thiện này bao nhiêu lâu anh chị em? Xin thưa anh chị em, đó là gì ạ? Đó là suốt đời. Người ta bảo là học nữa, học mãi, học trọn đời. Bởi vì sao ạ? Cái việc hoàn thiện bản thân mình nó là suốt đời. Chúng ta nâng cấp bản thân mình lên đến giai đoạn này, sau đó chúng ta làm tròn nó, sau đó nâng cấp bản thân mình tiếp theo. Cho nên là gì ạ? Việc hoàn thiện này là suốt đời. Và cái quá trình hoàn thiện này nó sẽ diễn ra theo hình xoay ốc này. Xoay ốc này. Bốn bước này nó sẽ lặp đi lặp lại cho theo hình xoáy ốc này. Và bốn nhóm tính cách này chúng ta phải rèn luyện liên tục để trở thành những cái gì ạ? Cái con người hoàn thiện hơn. Cho nên nếu mà anh chị em chúng ta đang là ở nhóm C, nhóm Y, nhóm C, nhóm S thì chúng ta phải học cái sự mạnh mẽ của nhóm D, nhóm Y, học cái sự sáng tạo của nhóm D, nhóm Y, học cái sự dám nghĩ dám làm của nhóm D, nhóm Y. Nếu mà chúng ta đang là cái người tuân thủ, người tập trung vào mục tiêu, cái người hơi cá nhân, hơi độc lập thì chúng ta phải học cái tính cách của nhóm Y, nhóm S, đó là tập trung vào con người, tập trung vào phát triển, tập trung vào học tập, tập trung vào những cái giá trị ở bên trong. Như vậy, chúng ta tìm những cái người nào mà có cái nhóm tính cách mà mình chưa có, sau đó học tập từ họ. Đấy là cách nhanh nhất để mà mình hoàn thiện bản thân của mình. Đúng không ạ? Tìm những người nào mà đã hoàn thiện rồi, sau đó là đi theo họ, tôn họ làm thầy, tôn họ làm một cái người dẫn đường, giúp đỡ họ, hỗ trợ họ để họ gì ạ? Chia sẻ, dìu dắt cho mình. Đúng không ạ? Đó. DCIS đó là một cái quy trình mà chúng ta cần phải làm trong bất kể cái việc gì. Kể cả là trong gì ạ? Trong cuộc sống, trong hôn nhân, trong gia đình, trong nuôi dạy con cái, hay là trong gì ạ? Hay là trong công việc kinh doanh. Bất kể ở cái khu vực nào, chúng ta đều cần phải đi theo quy trình đó. Nhưng có những người bảo tôi đang nhóm C thì tôi có cần rèn luyện nhóm C nữa không? Xin thưa với anh chị em là gì ạ? Chúng ta sẽ tiếp tục rèn luyện nhóm C sau khi mà chúng ta nâng cái nhóm D, nhóm Y, nhóm S lên. Đúng không ạ? Đấy. Khi mà chúng ta đang ở nhóm Y thì chúng ta là cái người mà gì ạ? Hoạt bát, nói chuyện, năng động, rất là vui vẻ, truyền cảm hứng. Thì chúng ta phải học cái gì ạ?
cái sự mạnh mẽ, cái sự quyết đoán của nhóm D, học cái sự trầm lặng, học cái sự chi tiết của nhóm C, và học cái sự yêu thương, cái sự gắn kết, cái sự chia sẻ của nhóm S. Đúng vậy, DCIS chứ không phải là AS nhé em Tuyết Phong nhé, DCIS đúng không ạ? Như vậy là chúng ta phải trở thành cái người tròn vẹn là cái người DISC, là DCIS đúng không ạ? Đấy, chúng ta phải trở thành cái người mà thuộc đủ tất cả bốn nhóm tính cách. Khách hàng thuộc nhóm nào chúng ta cũng thể là ngồi nói chuyện được họ hết. Thuộc nhóm D, ok, chúng ta trở thành nhóm D. Thuộc nhóm C, chúng ta trở thành nhóm C. Họ thuộc nhóm Y, chúng ta cũng phải Y. Họ vui, chúng ta cũng phải vui. Cái người khách hàng nhóm D ấy, họ thích nhanh, mình phải nhanh, đúng không nhỉ? Họ thích họ thích chi tiết, chúng ta phải đi vào chi tiết. Họ thích vui, chúng ta phải làm cho họ vui. Họ thích họ thích thận trọng, họ thích yêu thương, chúng ta phải yêu thương họ. Đúng không ạ? Nhạc nào cũng nhảy được. Đấy. Thì khi mà Huy nghiên cứu những người thành công ấy, thì Huy nhìn thấy là những cái người thành công ấy là họ rất là dễ chịu. Họ mặc dù họ mạnh mẽ nhé, quyết đoán nhé, nói câu nào đấy là bị thét ra lửa luôn, những người khác nghe răm rắp luôn, nhân viên nghe răm rắp luôn, nhưng mà rất yêu thương, rất là chi tiết cẩn thận đó đó. Thì Huy nhìn những cái người thành công đó và Huy thực sự ngưỡng mộ họ, và Huy coi họ là những cái hình mẫu của mình, và khi đó bắt đầu mình rèn luyện bản thân mình. Và rất là vui vì hiện nay vì đã có một cái đội nhóm kinh doanh của mình, vài trăm người đang cùng nhau kinh doanh, cùng nhau làm việc, cùng nhau phát triển. Và đặc biệt trong số đó có một số người thì đang cống hiến cho những cái phòng Zoom trao giá trị giống như Zoom Gà Gáy này. Cho nên nếu anh chị em nào mà mong muốn được cống hiến cho phòng Zoom Gà Gáy, mong muốn được phát triển, mong muốn được học tập hàng ngày, mong muốn được gần gũi với những con người thành công, với những con người tích cực, thì hãy nhắn tin cho cái người mà mời mình vào trong phòng Zoom này và nói rằng tôi muốn được cống hiến cho Zoom Gà Gáy, tôi muốn được phát triển, tôi muốn được thành công, tôi muốn được tôi muốn được khởi nghiệp, tôi muốn được đi theo những cái người mà dẫn dắt, đi theo những người mentor, thì hãy inbox cho cái người mời chúng ta vào trong cái phòng Zoom này để mà họ có thể giúp đỡ chúng ta đi những cái bước đầu tiên, những cái bước cơ bản, những bước đơn giản nhất để tham gia vào các đội nhóm kinh doanh nếu anh chị em thực sự mong muốn. Được không ạ? Ok nhá. Đó, thì cái bài chia sẻ của Huy đến đây thì cũng xin tạm dừng ở đây. Xin chúc tất cả anh chị em chúng ta trở thành những người thành công viên mãn, trở thành người thành công mà hạnh phúc, thành công một cách trọn vẹn, thành công một cách đầy đủ, và không còn điều gì mà mình cần phải hối hận, không cần điều gì mình cần phải thắc mắc, và chúng ta sẽ trở thành những người DISC, những người thuộc nhóm tính cách trọn vẹn, một tính cách gọi là hoàn hảo, đầy đủ, đúng không ạ? Đấy, và đây cũng chính là cái con đường để chúng ta phấn đấu, chúng ta đi về phía trước, để chúng ta biết cái định hướng của mình cần phải làm gì để mà bước các bước tiếp theo, và chúng ta biết là chúng ta đang ở đâu để chúng ta xác định lại được cái con đường của mình, cái địa điểm của mình, cái nơi mình muốn đến, và cái con người mình muốn trở thành, và cái con người hiện tại của mình đang ở đâu, đúng không ạ? Và xin cảm ơn tất cả những cái sự chia sẻ, cái sự gọi là comment rất nhiều nhiệt tình. Xin cảm ơn những trái tim của tất cả anh chị em chúng ta ở trong phòng Zoom ngày hôm nay. Và Huy mong muốn rằng nếu anh chị em thực sự đã nhận được giá trị trong phòng Zoom Gà Gáy này thì chúng ta hãy đừng ngại chia sẻ phòng Zoom này đến cho nhiều người hơn, bởi vì đây là phòng Zoom trao giá trị một cách thực sự hoàn toàn là trao giá trị cho cộng đồng. Tất cả những người vào trong phòng Zoom này đều sẽ nhận được giá trị này hay giá trị khác. Vì vậy là chúng ta hãy trao đi giá trị. Đấy là cách để chúng ta rèn luyện cái nhóm nhóm Y đấy, nhóm I ấy, tức là nhóm chia sẻ, nhóm trao giá trị. Chúng ta có thể chưa có nhiều giá trị, nhưng chúng ta vẫn có thể trao giá trị bằng cách mời họ vào trong phòng Zoom này. Được không anh chị em?